Xin chào tất cả các bác và anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của em Tuấn Audio. Ngày hôm nay bên cửa hàng em sẽ lên một cái video test chất âm của vang số BFK306D cộng cho toàn thể các bác và anh chị em cùng thưởng thức nha các bác nhá. Với một cái dòng vang số thì anh em mua trên thị trường thì nó rất là đơn giản, nhưng mà cái quan trọng là cái chất âm cũng như là những cái tính năng của một chiếc vang số có đáp ứng đầy đủ được hết những cái tính năng cũng như là yêu cầu của anh chị em đề ra hay không, phải không ạ? Thì ngày hôm nay thì bên cửa hàng em nên test cho anh em chất âm chiếc vang số BFK306D cộng. Và điều tiếp theo là cái giá thành của dòng sản phẩm ngày hôm nay bên cửa hàng em Tuấn Audio sẽ bán cho tất cả các bác và anh chị em giá siêu rẻ chưa từng có trên hệ thống YouTube và các kênh bán hàng qua mạng nha các bác nhá. Ngày hôm nay bên cửa hàng em sẽ bán thanh lý một chiếc vang số BFK306D cộng với cái giá tiền chỉ có 1.900.000 thôi nha các bác nhá. Với con chip xử lý là Unlock Device 21375 và cho chúng ta mặt đằng trước này là phay nhôm, mặt trắng phay nhôm nha các bác nhá, liền khối không có tháo rời gì ra hết. Và đằng sau thì em cũng sẽ quay cho anh em cùng xem đằng sau cho chúng ta bốn đường ao ra, tiếng rất là hay, bốn đường ao ra này để mà anh em sở hữu được một chiếc vang số có bốn đường ao ra, hai đường in nhạc vào, một cổng USB chỉnh sửa phần mềm, một quạt tản nhiệt làm mát và cũng có một công tắc nguồn như những chiếc vang số khác nha các bác nhá. Nhưng mà cái quan trọng là cái chất âm của chiếc vang này, thì ngay sau đây em sẽ hát thử một đoạn karaoke cho tất cả các bác và anh chị em cùng nghe nhá. Thì em hiện tại đang chạy trên đôi loa JD này và một đôi loa BSS các bác nhá. Các bác cùng nghe và cũng như là cùng thưởng thức cái chất âm khi mà dòng loa được chọn trên hai chiếc loa này. Và cùng xem tại vì sao mà cái dòng loa này nó lại đang làm trao đảo thị trường Việt Nam hiện nay nha các bác nhá. Em sẽ hát một đoạn karaoke cho tất cả các bác cùng nghe. Các bác nghe tiếng echo của chiếc vang nhá. Lên 6, 7 lên. Tiếng rất là hay. Và sau khi mà chất qua những chiếc loa cao cấp thì nó lại hay hơn đi các bác nhá. Để mà muốn thành ca sĩ thì anh em đầu tiên là phải có một chiếc vang số linh tiếng này. Cái thứ hai là có một đôi loa chất âm ok. Anh em sẽ hát cực kỳ hay nhá. Hay lên. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng màu. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp bơ ngơ dìu nhau lối đi về. Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương muôn đời, càng tìm níu yến một thua bên người. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng màu. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Ngày nào tình mong mình bên nhau, hướng đêm chính nguyên còn nồng ấm. Ngôi trăng thật yêu dấu những ân tình đâu, tay trong tay nhau em ngày mai sẽ giữ mãi giấc mơ đầu. Thật sự với các bác là với một chiếc vang được thiết kế từ châu Âu, kiểu dáng cũng như là thiết kế nội thất thì hoàn toàn là nội thất giống như những chiếc vang hiện đại, không thua kém bất kỳ một dòng sản phẩm nào. Và điều tiếp theo là thông qua cái kỹ năng cũng như là cái trình độ chỉnh sửa phần mềm tại cửa hàng bên em Tuấn Audio thì các bác yên tâm, các bác sẽ được hưởng những cái
chế độ chỉnh sửa âm thanh cực kỳ là chuyên nghiệp tại cửa hàng bên em với 14 năm kinh nghiệm nha các bác nhé, chỉnh sửa và setup vang số. Cái thứ ba là các bác nên mua một trong những cái dòng sản phẩm, đặc biệt là loa, để có thể cảm nhận chất âm một cách rõ ràng hơn. Và đó là những cái điều cơ bản để giúp cho tất cả các bác và anh chị em có thể hát hay hơn, giống như ca sĩ hơn. Và với một chiếc vang số BFK306D+ thì em cũng đã thông báo giá rồi, giá chỉ có 1.900.000. Nếu bác nào quan tâm đến dòng sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bên cửa hàng em Tuấn Audio qua số điện thoại 0974251246. Em sẽ hỗ trợ cho tất cả các bác và anh chị em mua hàng sao cho là hợp lý nhất nha các bác nhá. Và em cũng xin được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo lần sau của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại.